che màn ra cây luôn. Nắng quá, cây nó cháy lá. Mình phải giăng màn kiếm mấy cái vải rồi mấy tấm da cũ rồi lấy mình giăng đường nào cũng dùng giăng quá. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp, lăn khối nó không tươi không mát ăn. Được chưa? Được chưa? Dâng mừng dâng vàng cho cây. Dâng mừng dâng vàng cho cây. Đó, mát rồi đó. Mình chống cây ở giữa cây cho nó cao lên cái. Mình đi vào giữa tâm bón cho nó tốt. Đó, quá mát. Còn gì mát bằng cây mà mình phải chăm sóc cho như người á, mình phải để nó nắng quá. Nắng vừa vừa. Cái mình tưới nó cái nước nó giữ được lâu cây nó mới hấp thụ nước từ từ nó mới xanh tốt được. Nếu mà mình mà để nắng quá mình vừa tưới một cái rút hết nước bốc hơi nó khô làm mấy cái lá cây nó sẽ vàng, nó không có phát triển, nó không có xanh, nó không có xung xuê. Nó phải có ánh nắng mát mát vậy thôi. Tại cái mùa này nắng hơi là gắt, mà phải có ánh nắng. Cái tiều đến xong rồi trời mát rồi mình tháo nó ra cái dễ dàng thôi. Đem quấn lại cất đi. Mấy cái miếng này ở bên này thì bao la. Mình xài mấy cái tấm đệm mình trải cái tấm này ra xài biết rồi nó cũ mình bỏ. Làm cái màn che mát cho cây. Ở bên này suy nghĩ những cái mà mình vứt đi á, cái mình tận dụng lại mình làm, không có bỏ đi đâu cái gì hết á. Rồi cái này nó mục nát thì mình lại dùng đi, bỏ thùng rác thôi. Ở bên Mỹ này mình mà biết cách tận dụng, mình lúc những cái cũ mình xài lại, trời ơi bao la. Người ta bỏ những cái mà đẹp mà mới đi mình thấy ổn. Người Việt Nam mình nó có cái tính tình cù hay là tận dụng lại, sửa lại những cái mà người ta hư, chưa không phải là hư đó, nhưng người ta sử dụng, ta không biết cách sử dụng, người ta dục đi. Sửa lại mình xài. Nếu mà qua bên Mỹ này sửa được biết bao nhiêu cái mà cũ cũ mình làm lại mình xài được hết, không bỏ đi đâu cái nào. Rồi nha, cả nhà thấy tôi làm được thì cho một cái like hay là cái subscribe
để lần sau có cái video mới tôi các bạn sẽ được coi là mau lắm, có video mới là các bạn được coi liền, nhận được video mới là các bạn coi, các bạn subscribe.